Nhiều trò chơi quá mình không hiểu, không hiểu nổi luôn. Nhiều trò chơi quá. Dính luôn hả? Chào mọi người nha, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022. Thì giờ mình ra ngoài quay cá của anh Tuấn ha. Tiếp tục quay cá cho mọi người xem. Thì hôm nay quay cá của anh Tuấn xuất hiện một cái trò chơi mới, một cái bảo mối mới mà anh Tuấn mang ra đây. Đó là cho mọi người hút thăm chúng. Cái này là hình như là con quay á mọi người. Đó, con quay. Đó, con quay trong đây. Cái này lấy ra ngoài được không ta? Đó. Cái này mình không biết con quay ở trong sao ha. Bên cạnh đây là ốc phượng hổ. Cái này có con nào mẫu ngoài không anh? Không, anh ra trong hộp không? Trong hộp không ạ? Dạ. Cái này mình hút thăm hả? Dạ, hút thăm. Hút thăm trúng thưởng 2.000 mà trúng được con quay kìa mọi người. Thôi khỏi cái lấy ra nữa được rồi, vậy được rồi. Đó, cá quá trời luôn ha. Mình ra chút xíu là có học học sinh vô. Chúng quay không? Không. Chúng con quay. Ừ. Còn kia là cục Cubit nữa hả? Cubit. Cubit không ngày có mà hả? Con này, nãy giờ chưa quay con này hả? Đấy mày cũng cho. Tao biết lắm. Đó. Mua con đó hả? Chúng. Chúng hả? Chúng thiệt. Nó có tiền già là vậy không đó. Tôi không chúng mà nó chúng. Đó. Nó vậy mà nắng thì nó nhìn thấy hay mà trời tôi mới nãy đó luôn. Thấy rồi. Dương Thảy mà. Khóc con Thảy. Năm ngoái rồi bị nó giết ha rồi hết. Hết vốn luôn á. Nó Dương Thảy. Ở gì nó Dương Thảy mà. Tên công ta. Để đây đây. Để nó hồi nắng luôn chứ. Dạ, có chơi có trúng hả? Có chơi có trúng có chặt hả? Dành, mày trúng nó con bị được lại luôn đó. Lại nha, tôi nãy ra. Dạ trúng nha, mày trúng cho bùi lại mày chơi. Bị ngoài nắng gì mà thấy được hay trời. Dễ thì thấy mà tại nó mất đợi hên xui. Không thấy mà trúng hoài á. Thì tại nó hên. Số đỏ, số đỏ ông ơi. Gì nãy quá trời ốc buồn hồn. Cho nó lựa hả? Dán chúng cái rồi. Dán chúng bộ hình ghép coi. Chúng chúng cái rồi, nãy anh chưa thấy chúng bộ hình ghép. Chưa ai chúng chưa hả? Chưa ai chúng chưa. Trời ơi. Chúng quốc rồi, 54. Quá trời cá luôn ha. Quay mấy con cá này thấy dễ hơn. Nhiều trò chơi quá mình không hiểu, không hiểu nổi luôn. Ốc gì như cá. Cái này nó
nói thì cá luôn. Con muối chạy xe Honda luôn. Nhiều giờ chơi quá em không biết luôn á. Món tao không có bán này nữa rồi, lại mua ủng hộ chạy cửa bánh tráng tiếp chị nha. Nha. Chào hỏi. Nhiều khi bán đây tao ế tao đi chỗ khác sao? Ế đâu? Khi nào tao ế với mày cũng lại ủng hộ bánh tráng rồi tiếp. Tốt bụng ha, quảng cáo giùm ha. Bánh tráng chạy cửa đồ, chị tao bán hết á. Chị ông. Ừ. Tao không bán này mày cũng mua nữa, bình thường. Chúng bắt mấy ốc mượn hộp lại coi. Dính lại luôn hả? Nằm miếng đi ông ơi. Để rồi lên tay mới dễ thương. Ủa làm gì? Ốc mượn hộp. Nó sẽ có hôm nay gì mà kìa. Dính luôn hả? Rút gà rồi. Đây hết tiền tôi rút ra ba cái nước cho ba sạch để luôn đâu. Rút hết rút đi. Rút nước đi mày.